Là mình với Thảo chú đi chở ra bàn ghế chén bát cho người ta đặt đám rồi ai. Bữa nay hai vợ chồng mình đi làm mướn. Trong khi chờ đợi YouTube đặt cho mình cái tiền, giờ mình đi làm mướn rồi, chở gạp mướn rồi. Xa vậy. Lần đầu tiên đi làm cái này các bạn. Lần đầu tiên đi giao đồ đám cưới. Giao rạp. Rớt xe giờ dẫn bộ thôi, không chạy được luôn các bạn. Vô đường này Thảo Chiếu không dám chạy, mai lọt hồi nãy lọt cái mương à. Lọt cái mương luôn. Giờ kéo bộ thôi, gần tới các bạn. Không dám chạy vô cái đường đan này, người ta lái yếu không dám chạy các bạn ơi. Rồi giao cho anh ta xong rồi, giờ đẩy xe bộ đi bộ ra các bạn. Đường đan này nhỏ nên Thảo Chiếu toàn là dẫn bộ không à, bỏ cái xe ngoài đầu lộ luôn rồi. Hồi nãy té xuống lệch cái đường đan, nó té nguyên xe rồi đè luôn cái chị kia, gai đâm đít quá chừng luôn. Mình quýnh hết chừng, mình không có được quay. Giờ xong rồi, giờ dẫn nghe đi ra gấp vô xe đang đi về, qua bên chỗ kia lấy 7 bộ bằng ghế chén đũa muỗng nữa các bạn, đem về nhà cho bà Dương Vlog. Bữa nay Thảo Chiếu với Dung Ròm phụ trách
lấy giao đồ cho tiệc người ta, đám tiệc người ta, xong rồi đi qua chỗ khác lấy 7 bộ bằng ghế chén muỗng đũa, tại vì khi người ta đã dọn đám xong rồi giờ mình lấy về cho bà Duyên. Mệt quá. Bé ngay chỗ xe này nè, lũi xuống đây là nãy mình cũng có được quay cho các bạn xem nè. Đó, bỏ xe ở đây luôn các bạn. Té xuống đống rác này các bạn. Trời ơi, té xuống đống rác này luôn nè. Đó, rồi xe bỏ đây luôn nè. Bây giờ ở dưới vùng gò mà chạy đi lấy 7 bộ chỗ khác các bạn. Bây giờ là chở về nhà đập cửa. Ô, đổ mồ hôi nhẹ luôn nè. Quay xe lại, đang quay xe cái quay đầu lại, đang mình chất đồ lên mình về. Cái bụi thanh long đẹp quá. Con lấy bàn ghế nha, này coi. Gọi kinh đi, kinh đi. Bảy bộ. Giờ là mình đi lại nhà của cô này để mình dọn đồ về các bạn. Dọn bàn ghế tất cả các đồ về. Đây là đồ này của bà Duyên Vlog ha, hay còn gọi là nhà trọ 99 á, để cho nên là làm dấu bàn ghế tất cả chén rồi bếp ga gì cũng để số 99 hết các bạn. Mình với Thảo Chiếu đã dọn đồ lên xe rồi các bạn, bây giờ là chở về nhà và Duyên theo Vlog thôi các bạn. Cột lại là chở về thôi. Rồi đi thôi anh.
hoài vậy. Lần đầu tiên mình chạy xe này các bạn. Lắc quá. Có nhiều quá. Chạy cái xe này cho nó lắc đó bạn. Cái đồ nhiều nên lắc lắm cho nên là quay phim nó hơi giật giật, các bạn thông cảm nha. Chạy nãy nổi vô lầm đó, nó trái rồi các bạn. Tới rồi. Rồi, 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 rồi. Qua đi, qua đi. Ồ, tới nhà chợ chính chính rồi. Dừng lại, dừng lại, thắng từ từ thôi. Vừa đếm số rồi, đếm số rồi. Tới nhà đó bạn. Quá mệt rồi. Giờ chuẩn bị mưa luôn, giờ dọn đồ vô nữa là xong các bạn. Giờ mình mở cửa thôi. Em đồ về cất thôi bạn. Em đồ về bỏ vô kho cất. Các bạn có trứng gà quay. Gà ngay chút xíu. Bây giờ không xíu sợi đen các bạn ha. Lào. Xong rồi bạn dọn đồ vô đem vô kho hết rồi đó các bạn. Bây giờ thả chiếu dẹp cái xe này nữa là xong. Thật sự thì rất là mệt nhưng cũng rất là vui. Bữa nay mình với Thảo Chiếu làm được một việc trải nghiệm, một việc rất là thú vị. Vừa mệt nhưng mà rất là thú vị và rất là vui. Hôm nay biết được cái cảm giác là đem đồ đi giao đám và lấy đồ từ đám đem về. Từ một cái nơi khác các bạn, đồ mà ta đã mướn, ta đã làm đám rồi á. Rất là mệt, nhưng mà cũng rất là vui. Anh ơi, đi đường này nè, đường kia em khóa rồi. Đường kia em khóa rồi, được. Xong rồi các bạn. À, giờ dọn dẹp xong rồi, về nhà dọn dẹp xong rồi. Quá mệt luôn nè. Quá mệt luôn. Mình về Thảo Chiếu vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ đó là đem đồ đi giao đám. Cho nên người ta làm đám tất cả bộ bàn ghế, mâm chén, rồi son lẩu này kia. Tất cả là 8 bộ. Và sau đó đi lại nơi khác á, lấy 7 bộ đem về. Tại người ta đã mướn 2-3 bữa trước rồi bạn. Bây giờ đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Vừa mệt. Không rất là vui không anh? Vui chỗ nào? Ba lỗi vô lòng. Vui chỗ là mình về Thảo Chiếu được trải nghiệm mà cảm giác được đi lấy đồ và chạy lấy cái xe, mà cái xe này kia gọi là xe gì? Xe kéo. Xe kéo các bạn, lần đầu tiên Thảo Chiếu chạy xe kéo và cũng là lần đầu tiên Thảo Chiếu ủi xuống lùm dính cái chị kia té xuống đít đâm gai quá chừng gai luôn. Bị dùa con dây chuyền của chị luôn các bạn. Nhưng mà chị cũng không có nói gì hết, chị rất là vui vẻ, chị nói không sao hết.
Nhưng mà mặc dù cái đít là nhiều gai với nhiều rộng, nhiều gai với mình cũng cảm thấy rất là vui, cũng rất là lãi hả? Không phải vậy, cái lãi rất là phải, không phải mà tại mình ấy người ta động ta nghe cũng lo lắng, nhưng mà chị lo. Không nói gì hết, chị nói không sao, sao? Chị thông cảm, nên nói chung là chị té đau chút đỉnh thôi, nhưng mà chiều nay có gì có thể là cái mông nó sưng to hơn bình thường. Hôm nay thì mình và Thảo Chiếu TV quay cái clip này để muốn chia sẻ với các bạn về một công việc hàng ngày, và qua đó thì cũng muốn gửi đến các bạn, chia sẻ các bạn cuộc sống hàng ngày, công việc mỗi một cái nghề đều có cái khó khăn vất vả riêng, nhưng mà qua cái công việc đó người ta cũng tìm được cái niềm vui, và qua cái công việc đó người ta có thể là tìm được cái tiền, cái đó là cái kiếm cái nhu cầu kiếm sống của mọi người. Tuy là rất là vất vả nhưng mà đó là một công việc rất là chính đáng, và rất là khoái khi lần đầu tiên Dung Đoàn Thảo Chiếu được lái xe ba gác đi giao đồ. Hôm nay vừa hồi hộp mà vừa rung, vừa hồi hộp mà vừa rung mới ghê, vừa hồi hộp mà vừa vui nhé các bạn, vừa hồi hộp mà vừa vui. Thôi thì thôi mình cũng xin kết thúc video của mình tại đây nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của Dung Thảo Chiếu TV và Dung Rồng. Mong rằng trong thời gian tiếp theo thì các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho Thảo Chiếu TV và Dung Rồng. Và nhớ là tên Thánh Lầy là Thảo Chiếu TV, Dung Rồng và Dung Vlog nè, Thánh Lầy Vlog nè, Thánh Mau Vlog nè, anh Sơn Râu Vlog nè các bạn, Thánh Cà Rem, Quang Bình và chị Thảo Vlog đã về Bắc rồi nhưng mà vẫn ủng hộ nha các bạn. Rồi anh muốn gì nữa không? Suy nghĩ. Không biết nói gì nữa các bạn. Không biết nói gì nữa. Vậy thì xin các bạn hãy luôn ủng hộ cho Tem Thánh Lầy nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn rất là